Du xe trong xóm nhỏ điêu tàn thuở xưa, miền Nazareth, thánh gia người vui sống. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời mở đầu của bài hát rất quen thuộc mà mỗi người chúng ta vẫn thường hay cất lên khi chúng ta kính nhớ thánh Giuse. Những lời của bài hát đó dường như vẽ ra trước mặt chúng ta một cái bức tranh rất đẹp, bức tranh của miền quê êm đềm lặng lẽ, bức tranh của một gia đình sống bình yên, đơn sơ, giản dị. Và chúng ta cũng dễ hình dung về thánh Giuse và về cuộc đời của Ngài như thế. Quả thật ở trong Tin Mừng, chúng ta thấy thánh Giuse xuất hiện rất ít, chỉ ở trong những cái trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Ngài xuất hiện một vài lần. Và tuyệt nhiên chúng ta không thấy có bất cứ một lời nói nào, không có bất cứ một thắc mắc nào, không có bất cứ một câu hỏi hay một chất vấn nào. Tất cả chỉ là sự thinh lặng. Và điều đó một lần nữa dễ cho chúng ta có cái cảm giác cuộc sống của Ngài xem ra sống cô tịch và sống yên phận với những gì đang diễn ra. Nhưng nếu chúng ta đọc đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta bình tâm suy gẫm, chúng ta thấy không phải như thế đâu. Cuộc sống của Ngài không đơn giản như thế đâu. Thánh Matthew mà đầu chúng ta biết cái khung cảnh, cái bối cảnh của bài Tin Mừng ngày hôm nay, đó là lúc thánh Giuse và Đức Maria đã đính hôn. Và các nhà chú giải nói rằng cái lứa tuổi để đính hôn thường là mười mấy đôi mươi, và nhiều người cho rằng Đức Mẹ khoảng 16 tuổi, thánh Giuse chắc cũng không hơn nhiều. Lứa tuổi thật đẹp của một đời người thanh niên mơ mộng và có nhiều cái ước ao, cái khát khao. Chúng ta có thể tưởng tượng được nơi Đức Mẹ và thánh Giuse sau nghi lễ đính hôn theo phong tục của người Do Thái, thì người con gái vẫn tiếp tục sống với cha mẹ của mình khoảng 1 đến 2 năm, và sau đó người con trai mới rước về nhà, và lúc đó họ mới bắt đầu chính thức sống đời sống vợ chồng. Nhưng mà về phương diện pháp lý là ít nhất đã có một vài cái ràng buộc nào đó rồi. Cuộc đời đang tươi đẹp, đang có những cái dự phóng riêng cho mình, cho gia đình của mình, cho tổ ấm của mình. Ấy vậy mà hôm nay thánh nhân nhận được một cái tin, và nói theo cái ngôn ngữ ngày nay chúng ta vẫn nói, sét đánh ngang tai. Đức Maria có thai, và thánh nhân biết rõ cái bào thai đó không phải do mình là tác giả. Và lời của Đức Mẹ thuật lại, bào thai ấy là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Tin nổi không thưa quý ông bà và anh chị em? Dễ đón nhận không thưa quý ông bà và anh chị em? Chắc chắn trong khoảnh khắc đó, thánh Giuse đã rất khó khăn khi phải đối diện với cái thực tế có thể nói phũ phàng như thế. Và Tin Mừng thánh Matthew cho chúng ta biết chắc chắn là Ngài đã phải suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều, đấu tranh rất nhiều, và cuối cùng Ngài đi đến một cái quyết định, thôi âm thầm rút lui, âm thầm rút lui, không tố giác Đức Mẹ. Bởi vì nếu tố giác Đức Mẹ có thể bị quy tội và bị ném đá. Cho nên Ngài định tâm rằng là sẽ âm thầm rời bỏ ra đi. Nhưng rồi thánh ý Chúa đã hướng cuộc đời của Ngài theo một hướng khác. Đang đêm trong một giấc ngủ, Ngài được sứ thần báo mộng cho biết
Đức mẹ mang thai là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và người con mà mẹ đang cưu mang sẽ có quyền năng cứu vớt dân người. Ở đây chúng ta lại dừng lại một lần nữa để chúng ta suy nghĩ. Đức mẹ có vẻ may mắn hơn Thánh Giuse, bởi vì cái sứ điệp mà thiên thần Gabriel truyền cho Đức mẹ là diện đối diện. Thiên thần hiện ra, Đức mẹ nhìn thấy rõ, trong khoảng cách, trong không gian, nhìn thấy rõ, cảm nhận thấy rõ. Và những cái lời nói đấy là trực tiếp. Nhưng Thánh Giuse không được may mắn như thế. Sứ thần Chúa hiện ra trong giấc mộng. Giấc mơ là cái gì đó không chắc chắn. Và ngày nay đôi khi chúng ta mơ, chúng ta kể người này người kia, có khi họ bảo, ôi hoang đường. Thánh Giuse phải đối diện với điều đó. Và không phải chỉ một lần, ít nhất tin mừng cho ông ta thấy 3 lần Ngài được sứ thần báo mộng cho biết. Ngày hôm nay, rồi khi mà chạy trốn vua Herode, trốn sang Ai Cập, cũng được báo trong giấc mộng. Và khi đưa Đức mẹ và Thánh và Chúa Giêsu từ Ai Cập trở về, cũng được báo trong giấc mộng. Tất cả chỉ xảy ra trong giấc mộng. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi muốn nói, tôi muốn chia sẻ điều này để chúng ta chiêm ngắm và chúng ta suy nghĩ trong đời sống cụ thể của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cái tương quan của chúng ta, đặc biệt là tương quan của vợ với chồng, tương quan trong gia đình, tương quan của những người yêu nhau. Chắc chắn chúng ta không tránh khỏi những khủng hoảng. Đức mẹ và Thánh Giuse phải trải qua những cái khủng hoảng như thế, không dễ để mà đón nhận. Và chắc chắn trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống tình cảm đôi lứa, chắc chắn sẽ có những cái khoảnh khắc đó, sẽ có những cái khoảnh khắc, cái giây phút mà người ta nghi ngờ nhau, nghi ngờ về lòng trung tín của nhau. Thánh Giuse khi nhận được tin Đức mẹ có thai, chúng ta không dám nói Ngài nghi ngờ, nhưng mà chắc chắn Ngài biết rõ đó không phải bào thai cho mình tạo ra. Và Ngài đã phải đấu tranh rất nhiều về điều đó. Trong đời sống gia đình của chúng ta sống cũng sẽ có những giây phút mà chúng ta phải đối diện với cái sự không hiểu nhau. Lúc ấy chúng ta làm gì? Chúng ta hành xử làm sao? Có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng hành xử theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình. Là những lời không hay, không đẹp tuôn ra, là những hành vi cử chỉ đốp chát với nhau, và thậm chí có thể có những hành vi bạo lực đối với nhau. Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để nhìn lên Thánh Giuse, nhìn vào cuộc đời của Ngài, nhìn vào cuộc đời của Đức Mẹ, để chúng ta học những cái bài học cho đời sống gia đình của chúng ta. Mà cái bài học đầu tiên chúng ta học được đó là bình tĩnh, và nhất là phải để cho mình có khả năng nghe được tiếng Chúa, phải để cho mình có khả năng nhìn thấy được, đọc ra được thánh ý của Chúa muốn trong cuộc đời của mình. Và để có khả năng được như thế thì đòi hỏi người ta phải đi vào trong bóng đêm của sự tĩnh lặng, bóng đêm của cầu nguyện, bóng đêm của suy gẫm. Trong cái không gian tĩnh lặng như thế, trong cái tinh thần cầu nguyện, trong cái đôi mắt chiêm niệm như thế, người ta mới có khả năng nghe được tiếng Chúa nói, người ta mới có khả năng nhìn thấy được, đọc ra được thánh ý của Chúa muốn trong cuộc đời của mình. Và nhờ đó mà người ta mới có khả năng đón nhận, xin vâng và thi hành. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh cả Giuse, và qua đó chúng ta cũng một lần nữa được chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria và cuộc sống của Thánh gia.
Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn lên, biết noi theo những gương sáng trong cuộc đời của các ngài, để rồi chúng ta sống, để rồi chúng ta được thần khí của Chúa hướng dẫn, được lời Chúa hướng dẫn, được mình máu thánh của Chúa bổ dưỡng, ngõ hầu chúng ta có thể sống trọn cái ơn gọi của chúng ta, ơn gọi của người Kitô hữu trong đời sống gia đình, ơn gọi của người Kitô hữu trong vai trò là một người cha, một người mẹ, một người con. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse soi sáng cho chúng ta và hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.